tiểu thơ là người đẹp nhất trên đời đó. Ba, trời ơi, thần gương gì mà xấu dữ vậy nè. Xíu. Trời ơi, tiểu thơ, tiểu thơ. Trời đất ơi, nàng đã xỉu rồi. Trời ơi, sao mà mong manh dễ vỡ vậy. Thôi thủy tinh để nguyên còn có giá, chứ mà đã nó bể ra từng miếng thì con đồng miếng là đâu có giá. Bây giờ sao bây giờ? Ở đây không có ai, hay là mình hô hấp nhân tạo cho nàng? Thấy gớm không? Ông mới kéo lên thôi mà tôi tỉnh liền á. Cha nội mình... Thần gương, thần gương. Mà sao ghê dữ vậy cha? Ê trời ơi, không phải, tôi không phải thần gương, cô hiểu lầm rồi. Tôi là một người ngu khờ dại dột, đã đem lòng ái mộ cô từ lâu. Hôm nay xin diện kiến. Lấy khăn chậm lại ông ơi, ông kéo thấy ớn quá, không biết có tiền bệnh rồi có xỉn rồi gì không chứ kéo ghê quá. Xin lỗi. Ông đừng có kéo nữa, sao ông vô đây được? Ai mở cửa trong vô? Dạ không có ai mở hết trơn á. Vậy chắc ông leo vô đây hả? Người văn minh lịch sự ai làm thế? Cửa không khóa cho nên tôi mới mạo muội vô đây. Để mà tặng cho người đẹp một bó hoa làm quen á. Nên qua đâu? Qua đây. Ủa? Chết rồi. Mới cầm đây mà. Đâu? Chết cha rồi. Làm gì chết? Qua đang ở dưới. Dưới đâu? Dưới chỗ này khó nói lắm. Trời ơi, hay là cô cho phép tôi làm thơ để mà thay lời muốn nói nha. Thiệt không? Trời nghe thấy tao nhã quá à. Làm hay mới làm nha. Dạ. Mời anh làm thơ. Dạ, cảm ơn. Qua đây không phải hoa hồng, nó đang nằm dưới bờ mông cô kìa. Hả? Ê, trời ơi. Nãy giờ trời, ngồi trên má bông mà không biết cơ chứ. Trời ơi, vậy tôi phiền bà lên. Trời ơi. Cũng may là không phải bông hồng, chứ bông hồng nãy giờ chắc banh bọng em rồi. Trời đất ơi, thưa cô. Trời ơi, lên nữa, kéo lên nữa. Trời ơi, bà còn hơn tôi nữa. Thưa cô, bây giờ tôi xin tự giới thiệu, tôi là Oanh, kỹ sư lục bộ. Quên, kỹ sư cầu cống. Chỉ số lương 35. Dạ, không phải. Chỉ số lương 435. Dạ, em cần biết chỉ số lương anh là bao nhiêu. Dạ, xin mời ông. Dạ, ưu gì? Mời chứ. Hả? Em mời anh uống nước. Trời đất ơi, xuống 3 cấp mới tới đúng tên mình. Cảm ơn cô nha. Gần đây tôi có giao thiệp hội hè với bà chủ, được biết cô mới du học từ Nhật Bổn về. Vậy hả? Trời ơi, gì kỳ vậy trời. Tôi nghe câu này tôi biết ông lầm địa chỉ à. Không, tôi không có lầm. Đây là nhà của bà Hai Sa, chủ hãng phim Dương Lâm mới mua cho con gái, phải không? Dạ phải. Vậy thì tôi đâu có lầm. Tôi nghe bà nói rõ với tôi rằng cô mới hồi hương, tôi vội vã tới thăm và tặng cô đóa hoa này. Ôi cô hai ơi, cô là một người tuyệt đẹp đó nha. Tôi xin tỏ lòng ngưỡng mộ. Coi chừng ông ngưỡng mộ hột rơ rồi nha. Tôi không xứng nhận nó bông này à. Ôi cô thật khiêm nhường, đó là đức tính của người Nhật Bổn. Bà thường giới thiệu với tôi rằng cô hai ít ăn ít nói, vừa mới được hồi hương nên mọi việc đều bỡ ngỡ, nên tôi mới đến để ghi danh, ưu tiên làm hướng đạo cho
hai. À thì tôi nghĩ cô là cô hai đúng không? Vì sao? Vì tôi được biết nhà này chỉ có mình cô hai mà thôi. Sai. Hả? Sai rồi anh ấy. Nhà này không chỉ có một người con gái. Vậy cô đây là? Có thể gọi tôi là chị em đại khái chẳng hạn như vậy đi. Ồ, vậy chẳng hay cô thứ mấy? Thứ sáu. Ồ, như vậy cô là em của cô hai. Vậy mà cô hai kêu tôi bằng chị mới ghê chứ. Xin lỗi, cô nói sao tôi không hiểu. Cô quan hệ thế nào với cô hai nhà này? Không biết quan hệ sao, mà nhất nhất cái gì trong nhà này cô hai đều phải thông qua tôi hết. Vậy à? Chẳng hạn như mình ăn cơm hả chị sao? Mình đóng cửa ngủ hả chị sao? Mình đi đâu vậy chị sao? Nói chung không có chị sao thì không có được gì hết cả. Chị sao? Quay qua phòng kia thì chị sao ơi, trời ơi. Nói vậy chị sao là một người quan trọng nhất trong nhà này rồi. Tất nhiên rồi. Chẳng hạn như bây giờ mà không được sự đồng ý của sao thì không thể nào gặp được cô hai. Ồ, vì sao? Vậy tôi không thông báo rồi làm sao cô biết ra tiếp ông? Có vậy mà vậy tôi cũng không biết. Nói vậy cô đây là... Ở đợi ông ơi. Hả? Vậy cô hai đâu? Sau giường kìa. Thôi đi theo tôi. Cái mặt ông kìa, quỷ nè. Không phải ở đợi dám hốt cô lắm. Mặt này cũng không vừa lắm. Bởi cho nó đẹp mà nghèo thiệt thòi dữ lắm. Theo em anh ấy. Ở đợi mà không nói là nãy giờ mình bị hốt. Hên là nhà này cái lối đi nó rộng nha. Nó mà ngang chân mét thôi là các bạn đã quất bể hai bên tường hết trơn. Sao ơi sao? Đợi bây giờ quanh sẽ hỏi cô từng câu một nha. Có phải cô mới đi du lịch ở Nhật Bản về không? Phải. Thì sao? Đó là tôi muốn tôi là người đến trước để nhận lấy công đầu. Người ta thường nói dạng sự khởi đầu nan. Tôi tới đây coi như tôi tới trước hơn người. Ông tới trước hay sao gì cũng vậy. Nhưng mà tại sao ông biết tôi ở nơi này? Trong khi tôi từ Nhật Bản mới trở về quê nhà, tôi nghĩ không ra rồi ai chỉ ông tới đây. Do bác hai má cô chỉ lại tôi về cô, tôi ái mộ thiệt tình. Bà nói cô hai là con ruột của mình, nhan sắc huynh thành không kém một ai. Ông qua lời khen khiến tôi xấu hổ, vừa mới quen nhau xin chớ nói đùa. Mẹ tôi khen tôi chuyện cũng phải thôi, nhưng riêng phần tôi hay mặc cảm với mình. Mà nói chuyện đẹp á, trên mình tôi đầy vết hẹo. Cô té hả? Trời ơi, tội nghiệp quá chừng. Như vậy là thở ấu thơ đó ha. Chắc là không ai ấm bồng cô sao. Hồi nghe bác nói là cô rất đẹp, tôi đâu có tin. Nhưng giờ đây gặp mặt tôi nghĩ hằng nga tây thì tai thế thì họ cũng kém thua. Cô đi du lịch ở Nhật Bản mới về, tôi thấy nét mày cô như phú sĩ sơn, và đôi môi cô tươi thắm như mặt trời hồng. Cô đem về nhà vẻ đẹp sư phụ tan. Ông nói chuyện nghe vui quá à. Vui hả cô? Vui hả? Vui thì tôi nói nữa nha. À bây giờ quanh hỏi cô thứ hai nha. Ừ à. Cô ở bên Nhật, cô hai ăn đồ Nhật nè. Rồi cô ai mặc đồ Nhật nữa. Trời ơi, tướng cô hai mà mặc đồ Nhật chắc chắn là sẽ đẹp hết chỗ chê. Tôi ở Nhật tôi không có thấy gì vui đó. Không có đẹp gì hết á. Ở xứ mình đẹp hơn. Tối ngày tôi cứ ở bệnh viện hoài à. Tôi đâu có đi đâu đâu mà đẹp. Hả? Đi qua Nhật mà sao ở bệnh viện? Không có đi học, đi làm gì hả? Không. Ra viện là tôi về đây ngay đó. Nhớ nhà muốn chết luôn á. Khi ra viện là tôi đòi má tôi đưa tôi về nhà liền à. À, tôi nhớ ra rồi. Má tôi kêu ông tới đây phải không? Đúng rồi.
Bây giờ là quanh hỏi câu thứ ba nha. Ừ. Có phải là bác mới mua căn nhà này cho con gái ở Nhật Bổn về ở không? À, tôi nhớ rồi. Ông là kỹ sư cầu cống phải không? Đúng. Như vậy là má tôi kêu ông tới đây để sửa cầu à. Vậy dạ, không phải đâu. Thì ra tôi tới đây là để đáp lễ bác hai. Và và cũng để được nhìn cô, hy vọng mình sẽ làm quen. Ông muốn quen hả? Quen với tôi để làm chi? Mình kết bạn bước đầu tốt đẹp, kể đến sau này. Sau này để làm gì? Cô hai ơi, tôi nghĩ rằng tuy mới gặp nhau có lần đầu tiên, nhưng chúng mình hãy nói thật với nhau những điều cần nói. Tài lực, bản thân, tâm hồn, lý tưởng, để cảm thông mà đi đến chuyện lập gia đình. Cái gì vậy trời? Cái bước đầu mình làm quen, mình làm bạn thân tình. Ý, đâu có được. Tôi ý ông là quơ, là quắc à. Khi khổng, khi không, khi a thần phù. Kết bạn làm chi? Để từng bước đến chỗ thâm sâu, thì tiếng tình yêu mới hồn nhiên đi tới. Lần đầu tiên tiếp chuyện với cô, xuyến sao sao xuyến trong lòng. Ông nói chuyện giống tài tử cine quá à. Tôi thấy mấy ông tài tử cine đóng phim á, hay nói hào hào văn giống như vậy lắm á. Tôi chỉ nói thật những gì tôi nghĩ thôi. Tôi tin rằng... Khoan đã, không lẽ thế ai kết bạn là cũng đi đến hôn nhân hay sao? Chắc chắn vậy mà cô hai. Tôi không tin. Cô hai không thấy những người cô đơn, họ thường qua lại tìm bạn bốn phương mà còn yêu nhau nữa. Huống hồ chúng ta đã biết mặt nhau, tôi với cô lại còn tương xứng. Cô hai à, cô hai nghĩ lại coi. Cô hai vừa đẹp lại vừa hồn nhiên đôn hậu. Vừa gặp mặt cô tôi như bị liền tiếng sét. Còn gia đình tôi thì rất mừng sang giàu. Như vậy là ông chưa hiểu hết tình yêu. Sự giàu sang chưa hẳn là một định đề tuyệt đối. Ông hiểu không? Tôi với cô hai tin là rất hợp. Chắc chắn sau này sẽ nên nở nên duyên. Ê, kỳ vậy? Tôi làm kỹ sư chứ đâu có gì kỳ. Bây giờ anh nói câu số 4 cho cô nghe nha. Tôi là một con người giàu có thứ nhì của đất Sài Gòn này đó. Nè, ông giàu có thì kệ ông. Tôi không có giỡn với ông đâu à nghe. Không, tôi xin nghiêm chỉnh, thành khẩn cầu hôn với cô mà. Ông nói cái gì? Ông cầu hôn tôi hả? Ông nói chơi hay là ông nói thiệt vậy? Hoàn toàn nói thiệt. Vậy tôi cũng nói thiệt cho ông biết. Tôi là gái đã có chồng. Hả? Có chồng rồi? Ừ. Tôi không tin. Tin hay không là tùy ông. Tôi đi à. Cô, trời ơi, cô làm ơn nắng lại tôi nói cạn lời cái đã cô. Nói gì? Cây rừng mà hoa kiển trên ngàn, con cá mà dưới biển rùng mình qua lòng. Anh đi mà bốn biển năm sông, tới đây mà trời khiến anh thương em thật lòng. Thật lòng cái mà thật lòng. Trăng sáng hơn ngọn đèn dầu, càng kêu hơn quyển biển rộng hơn sông. Chớ theo tôi nữa uổng công, ở dưới là cô hai. Ủa sao lại vậy kìa?
hèn chi cả tháng này tôi nhức đầu hoài. Bây giờ mới dở lẽ tôi mới biết mình mọc sừng. Xin lỗi ông. Không có lỗi phải gì hết. Tôi đã theo dõi cả tháng này, bây giờ mới đụng độ một cái rần. Một cậu công tử đẹp trai hào hoa phong nhã, nhà riêng hò hẹn. Quá rồi, vậy mà tôi tưởng chỉ có mình tôi biết chỗ này thôi chứ trời. Không có bệnh gì hết phải không? Mày biết tao là ai không? Ông có biết tôi là ai không? Mày là thằng con nít mà đi o bà già. Ông là thằng trai già mà đi o con nít. Trời ơi, vợ tôi mà nói con nít nè trời. Hả? Vợ của ông hả? Vậy là ông là tài tử Sine à? Tao là cha của tài tử Sine nè mày. Ông là cha của ai kệ ông chứ. Dù sao ông không có cớ gì mà để hành hung tôi hết trơn á. Tôi nói cho ông biết, lỗi này là do má vợ của ông. Đây là con gái bà chưa có chồng, vừa đi du lịch bên Nhật bổn mới về. Bà bảo tôi đến đây cho biết mặt, trước là làm quen sau tính chuyện hôn nhân, cho nên tôi mới nhanh chân chạy tới đây cho kịp. Như vậy mày đã ngang nhiên công nhận, mày đã yêu và tiến tới hôn nhân. Mày biết điều sau này đừng cho tao gặp mặt, đừng tưởng tao già mà tao chịu nhịn. Tao sẵn sàng đánh ghen và sẵn sàng vô bót. Ông tự do ghen nhưng đừng hù dọa tôi, già như ông mà còn mê gái là hết xài. Trong nhà rồi sao còn thích gặm cỏ non. Nhưng mà thôi, tôi không cần nói với ông nhiều, tôi về tôi nói lại với má vợ của ông. Xin chào bác Hai Dê. Ủa, thằng đó nó nói vậy làm sao ta? Má vợ mình làm đám giỗ mấy lần rồi mà. Ôi chết mẹ, hay sớm xác vô làm nhà. Không phải,